Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 3, ngày 8 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 8 tháng 11 năm 2022, tức ngày 15 tháng 10 âm lịch, ngày Ất Sửu, cụ thể như sau. Trực mãn nên cầu tài, cầu phúc, tế tự. Tuổi sùng ngày, kỷ mùi, quý mùi, tân mão, tân dậu. Tuổi hợp trong ngày, ngày Sửu lục hợp tí, tam hợp tị và dậu thành kim cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Giờ tị từ 9 giờ đến 11 giờ. Giờ thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Giờ tất từ 19 giờ đến 21 giờ. Giờ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Tây Bắc và hướng Đông Nam. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi dễ đón lộc lớn trong ngày thứ 3 này sẽ là các tuổi Tý, tuổi Sửu và tuổi Thân. Để biết vận trình của bạn hùng cát ra sao, mời quý chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 8 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, người tuổi Tý được cục diện lục hợp nâng đỡ nên vận trình nhiều khởi sắc, phú quý theo về nhà. Các dự án kế hoạch của bạn đều diễn ra suôn sẻ. Công việc dù có gặp khó khăn cũng sẽ nhanh chóng được người giúp đỡ nhiệt tình, dìu dắt để thoát khỏi bế tắc. Tài vận cũng khá vượng. Hôm nay được coi là ngày thích hợp để tiến hành những kế hoạch kinh doanh đầu tư. Vận may đang đứng về phía bạn sẽ mang tới cho bạn nhiều khoản lợi nhuận bất ngờ. Cát khí trong ngày cũng giúp cho đường tình duyên của người tuổi Tý vô cùng thuận lợi. Bạn và người ấy có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Cả hai đều coi trọng vị trí của đối phương và lấy việc chăm sóc cho nửa kia là niềm vui của mình, không ngừng nỗ lực để người ấy thêm vui cười. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, vận trình có nhiều khởi sắc. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, dự án, kế hoạch đều diễn ra suôn sẻ. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hoa, được giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, có thể tiến hành kinh doanh hay đầu tư. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, đường tình duyên vô cùng thuận lợi. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quỷ nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, tuổi Sửu được thiên tài nhập mệnh nên dự báo tài chính tăng tiền khá nhanh. Các khoản thu trong ngày đến chủ yếu từ các công việc tay trái, kinh doanh ngoài luồng thu nhập chính. Như vậy mà tài khoản tích lũy của tuổi Sửu sẽ ngày càng dày thêm. Bạn cũng thêm vững tâm với kế hoạch tiết kiệm của mình. Về phương diện công việc, ngày nay bản mệnh có những sáng kiến tuyệt vời cũng thể hiện được khả năng lãnh đạo và dìu dắt nhóm mà mình tham gia. Bằng tài năng và sáng tạo, bạn hoàn thành mọi kế hoạch sớm hơn dự kiến. Những người muốn thay đổi môi trường làm việc cũng sẽ có cơ hội tốt hơn. Dù là ngày thổ khí vượng nhưng nhờ việc luôn chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, sức khỏe của tuổi Sửu khá tốt, không gặp phải vấn đề gì. Tuy nhiên, bạn vẫn nên lưu tâm tới phương diện này hơn, chú trọng vào những bữa ăn, tập luyện đầy đủ, khoa học thì mới duy trì được thể trạng khỏe mạnh lâu dài. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, tài chính tăng tiền khá nhanh. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, tài khoản tích lũy dày thêm. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hoa, vững tâm với kế hoạch tiết kiệm. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, có những sáng kiến tuyệt vời. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, sức khỏe không gặp vấn đề nào. Con số may mắn 8, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần. Tử vi hôm nay nhận thấy tuổi Dần chịu ảnh hưởng của hung tình kiếp tai nên có thể sẽ phải thất vọng vì kế hoạch đầu tư làm giàu của mình không đạt được hiệu quả như mong muốn. Có thể bạn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản nên khi thực tiễn diễn ra không như dự định thì mới bàng hoàng nhận ra là có vấn đề. Lịch ngày tốt khuyên bạn nên giữ cái đầu lạnh để tránh bốc đồng mà đầu tư vào các lĩnh vực có tính rủi ro cao vì xác suất mất tiền đang rất lớn. Đừng ôm tâm lý gỡ gạc mà muốn làm liều một phen hay mộng tưởng sẽ giàu lên một đêm vì ngày nay bạn chẳng đủ may mắn đến mức đó.
Mộc khắc thổ, con giáp này có thể xảy ra mâu thuẫn với nửa kia trong ngày. Chuyện tình cảm của hai bạn đang đứng trước thử thách không nhỏ. Bạn nên bình tĩnh và lắng nghe lý trí của mình nhiều hơn, chớ nên nóng vội mà đưa ra những quyết định sai lầm, kẻo đánh mất hạnh phúc của mình. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, kế hoạch đầu tư làm giàu không hiệu quả. Tử vi tuổi Bình Dần, Hòa, chớ nên nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, tránh bốc đồng mà đầu tư rủi ro. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, có thể xảy ra mâu thuẫn với nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, chuyện tình cảm đứng trước thử thách. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, ngọ, tuất, hợi. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Mão, với người tuổi Mão, thì kiên nhắc nhở con giáp này nên chú tâm vào công việc của mình hơn. Thời gian gần đây dường như bạn hơi lơ là công việc, nhiều lần để xảy ra sự cố, nhưng rất may là hậu quả vẫn có thể khắc phục kịp thời nên chưa xảy ra cơ sự quá nghiêm trọng. Tuy vậy, bạn cũng đang dần mất đi sự tín nhiệm của cấp trên. Bên cạnh đó, bạn nên chú ý trong cách ăn nói giao tiếp, việc quá thẳng thắn dễ làm bạn mất lòng nhiều người xung quanh. Không phải ai cũng hiểu được ý tốt của bạn, vì vậy cần phải cẩn trọng hơn, kẻo vô tình vướng họa thị phi hay là chọc vào tiểu nhân sẽ rất bất lợi. Ngũ hành xung khắc cũng khiến cho con giáp này đau đầu về chuyện tình cảm không được như ý. Cả hai thường nảy sinh tranh cãi vì những vấn đề hết sức bình thường. Có lẽ hai người chỉ đang tìm cái cớ để xả nỗi bất bình trong lòng, thể hiện cái tôi của mình. Nếu tình trạng này tiếp diễn lâu dài, mối quan hệ sẽ khó có thể tiếp tục. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, nên chú tâm hơn vào công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, dần mất đi sự tín nhiệm của cấp trên. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, nên chú ý hơn trong cách nói chuyện và giao tiếp. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, dễ mất lòng nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, chuyện tình cảm không được như ý. Con số may mắn 8, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Tử vi tuổi Thìn, ngay sự Thìn tường phá, người tuổi Thìn sẽ cần phải hết sức thận trọng trong mọi việc mình làm bởi hung vận trong ngày khá cao. Công việc rồi như một mớ bong bong, lại thêm những chiêu trò cản trở của tiểu nhân càng khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Một vài người cảm thấy buồn lòng vì công sức không được ghi nhận sau khi đã cống hiến rất nhiều cho công việc. Vì vậy, bản mệnh cần phải thức tỉnh, không phải cứ đâm đầu nỗ lực là sẽ được ghi nhận tất cả. Bạn cần phải làm việc khôn ngoan hơn để biết đâu là việc nên làm và đâu là việc không nên làm. Chẳng những vậy, tình cảm của người tuổi Thìn cũng dồi dào vô cùng. Công việc bận rộn khiến cho bạn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi lấy sức, huống chi là chuyện hẹn hò với nửa kia. Cũng chính vì lẽ đó mà đối phương trở nên ghen tuông và tỏ thái độ nghi ngờ. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, thận trọng hơn trong ngày hùng vận lớn. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, công việc rồi như một mớ bong bong. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, công sức không được ghi nhận. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, cần phải làm việc khôn ngoan hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, chuyện tình cảm đầy rối rắm. Con số may mắn 0, 7, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, dậu, tí, thân. Tử vi tuổi Tỵ, được tam hợp thái tuế nâng đỡ, người tuổi Tỵ có thể đạt được vị thế nhất định trong công việc. Bạn thể hiện năng lực một cách phù hợp với môi trường và tình huống diễn ra, gây được sự tín nhiệm với tập thể. Một số người được công nhận ở nơi làm việc và điều đó giúp bạn có được sự đồng lòng, hỗ trợ từ người xung quanh. Tình hình tài chính của con giáp này lên xuống khá thất thường trong hôm nay, nhưng rất may là mọi việc đều nằm trong tính toán của bạn. Dù bạn có lỡ tiêu pha quá đà thì cũng sẽ nhanh chóng gỡ lại được như một khoản thưởng nóng. Hôm nay còn được dự báo là ngày đào hoa vượng với người tuổi Tỵ nhờ cục diện ngũ hành tương sinh. Với những con giáp còn độc thân, đây là điều khá tốt bởi bạn dễ dàng tìm được nửa kia của mình. Nhưng đây lại là một rắc rối không nhỏ với những bạn mà đã có đôi có cặp. Khi đào hoa quá vượng có thể trở thành đào hoa sát.
Bạn nên giữ khoảng cách hợp lý với người khác giới, kẻo nửa kia sẽ không mấy vui vẻ. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hòa, đạt được vị thế trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, gây được sự tín nhiệm với tập thể. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, được mọi người hỗ trợ nhiệt tình. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, tài chính không cần phải lo lắng. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, đào hoa vượng, tốt cho người độc thân. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam, quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, bị tương hại cục cản trở, người tuổi Ngọ khó hoàn thành các kế hoạch công việc một cách suôn sẻ. Bạn cũng khó phát huy được năng lực trong công việc của mình. Đã vậy, hầu như tuổi Ngọ luôn phải càng gắng mọi việc một mình, ít nhận được sự giúp đỡ của người khác nên tiến độ khá trì trệ. Tiền bạc cũng không nhiều nhưng vẫn đủ ăn đủ tiêu. Thay vì than thân trách phận, bạn nên cố gắng tiết kiệm và nghĩ thêm cách để kiếm thêm tiền. Càng về cuối năm thì bạn sẽ càng sử dụng nhiều tới tài chính, nên nếu không nỗ lực ngay từ bây giờ thì có lẽ sẽ muộn. Tình yêu như ý, như hỏa sinh thổ sẽ là tin mừng dành cho bạn. Đối phương luôn rất trân trọng và dành nhiều tình cảm. Chính vì vậy, hãy luôn cố gắng vun vén để tình yêu được lâu dài. Người độc thân chỉ cần chủ động mở lòng thì cơ hội đón nhận hạnh phúc cũng sẽ vẫn luôn chờ đón bạn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, khó hoàn thành được các kế hoạch công việc. Tử vi tuổi Bình Ngọ, thủy, khó phát huy được năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, ít nhận được sự giúp đỡ của người khác. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, tiền bạc đủ ăn đủ tiêu nên tiết kiệm hơn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, tin mừng là tình yêu được như ý. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường hồng, tím, quý nhân phù trợ Tuất, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Mùi. Tuổi Mùi được dự báo là sẽ khá vất vả và bận rộn trong ngày tương xung thái tuế nhập mệnh. Công việc gặp sự cố nửa chừng khiến cho bạn tốn nhiều thời gian và công sức để khắc phục. Dù tiến trình khá chậm khiến cho bạn không khỏi sốt ruột, nhưng càng mất bình tĩnh thì sẽ càng rối trí. Bạn nên giữ một cái đầu lạnh mới đủ tỉnh táo để giải quyết. Tình hình tài chính lên xuống khá thất thường. Có lúc bạn sẽ nhận được nguồn tiền vô cùng dồi dào, nhưng cũng có lúc bạn sẽ hoàn toàn bế tắc khi bản thân không có đồng nào trong người. Bạn nên lập kế hoạch chi tiêu rõ hơn để biết đâu là việc cần chi tiêu và đâu là việc không nên hao tổn tài chính. Bên cạnh đó, tuổi Mùi cũng đừng đổ hết những cảm xúc tiêu cực lên những người thân thiết và mọi người xung quanh. Khi đã về tới nhà, hãy để hết những nỗi bực dọc bên ngoài cánh cửa. Người thân không có nghĩa vụ phải chịu đựng những nỗi niềm tiêu cực không hề liên quan. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, công việc gặp sự cố nửa chừng. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, càng mất bình tĩnh thì càng rối trí. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, nên giữ một cái đầu lạnh để tỉnh táo hơn. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, tài chính lên xuống khá thất thường. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, chơi nên chút sự tiêu cực lên người thân. Con số may mắn 2, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thân, chính quan xuất hiện, người tuổi Thân có vận may ghé thăm. Bạn cho thấy sự nhanh nhạy và khéo léo của mình nên xử lý vấn đề rất tài tình. Cấp trên tỏ rõ sự hài lòng với những gì bạn đang thể hiện. Điều này sẽ rất tốt cho con đường tiến thân của bản mệnh trong tương lai. Nếu bạn đang có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh sẵn có thì bạn nên nhanh chóng triển khai trong lúc này. Vì sự nghiệp đang trên đà phát triển nên tài lộc cũng từ đó dồi dào hơn. Bạn nhận được khoản tiền nhờ vào sự năng nổ và nỗ lực của mình. Thổ sinh kim cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những người độc thân sớm có được tình yêu cho mình. Song cũng đừng vì quá nhiều lựa chọn nên bạn không biết phải quyết định ra sao. Hãy cố bình tâm lại để biết trái tim mình thực sự muốn gì và đang hướng về ai. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, cho thấy sự nhanh nhạy và khéo léo. Tử vi tuổi Bình Thân, hỏa, được cấp trên đánh giá cao. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, có thể triển khai đầu tư hay mở rộng kinh doanh. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, không phải lo lắng về chuyện tài chính. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, người độc thân sớm tìm được tình yêu. Con số may mắn 8, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ.
màu sắc cát tường, bạc, ảnh kim, quỷ nhân phù trợ, thìn, tí, tỵ. Tử vi tuổi Dậu, tam hợp nâng đỡ giúp vận trình ngày thứ ba của người tuổi Dậu có nhiều tín hiệu tích cực. Thời gian này bạn nhiệt tình hơn, thái độ làm việc tích cực hơn nên đã vượt qua được những nhiệm vụ khó khăn. Cũng nhờ vậy mà bản mệnh tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nhận được không ít lời khen ngợi từ đồng nghiệp, cấp trên. Tài chính giữ ở mức ổn định. Về cơ bản thì mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Bạn nên tìm thêm những phương pháp mới để cải thiện thu nhập, đừng vội hài lòng với những gì mình đang có. Nhờ ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm của con giáp này có nhiều hy vọng mới mẻ. Người độc thân mở lòng hơn nên có những cuộc hẹn hò thú vị và tăng cơ hội gặp gỡ được người trong mộng. Người đã có đôi có cặp thì cần duy trì nhịp độ như hiện tại thì tình cảm sẽ rất tốt đẹp. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy vận trình nhiều tín hiệu tích cực. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa vượt qua được nhiệm vụ khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc tài chính giữ ở mức ổn định. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim tình cảm có nhiều hy vọng mới mẻ. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tương trắng, xám, quý nhân phù trợ, tỵ, sửu, thìn. Tử vi tuổi Tuất, xem tử vi hàng ngày, sửu tuất tương hình có thể khiến cho người tuổi Tuất có nhiều suy nghĩ bế tắc. Bạn quá tin tưởng vào nhận định của bản thân, không muốn tiếp thu ý kiến của người khác nên mọi việc không được như ý muốn. Bạn mất thời gian rất lâu để chấp nhận vấn đề. Tình hình tài chính khá ổn định, bạn cũng không có khoản chi nào quá lớn trong ngày. Dù vậy, tuổi Tuất vẫn nên tự dặn mình phải chi tiêu tiết kiệm, không nên mua sắm theo hứng, kéo ảnh hưởng tới cả kế hoạch tài chính sau này. Tình cảm lại không mấy thuận lợi, nhất là với những người độc thân có thể sẽ bị người ấy từ chối tình cảm. Dẫu vậy, bạn cũng đừng vội nản lòng vì biết đâu đó không phải là người phù hợp với bạn. Hãy coi đây là một trải nghiệm không vui trong cuộc sống và bước đi tiếp để tìm được người phù hợp hơn với mình. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hòa có nhiều suy nghĩ bế tắc quẩn quanh. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ cần biết tiếp thu ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc tình hình tài chính ổn định. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim chưa nên mua sắm ngẫu hứng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy tình cảm không mấy thuận lợi. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tương nâu, cà phê, quý nhân phù trợ ngọ, mão, dần. Tử vi tuổi Hợi, nhờ tam hội che chở, người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong công việc nhờ vào sự giúp đỡ, cộng tác ăn ý với đồng nghiệp. Đôi bên đều hướng về mục tiêu chung là mong muốn đạt hiệu quả cao, nên đôi khi có mâu thuẫn quan điểm thì cũng cần bàn bạc để thống nhất rất nhanh. Nhờ vậy mà tiến độ khá cao, vượt quá cả mong đợi ban đầu. Là người có thực lực nên hiển nhiên bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Nguồn thu dồi dào chứng tỏ bạn đang làm tốt trách nhiệm hiện tại của mình. Đây chỉ là con đường bạn nên nỗ lực theo đuổi, càng lâu càng tốt, bạn sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc khiến cho chuyện tình cảm vẫn chưa được suôn sẻ cho lắm. Sau những tổn thương chưa thể lành trong quá khứ, bạn còn đang chần chừ và sợ hãi khi nhìn về tương lai. Hơn ai hết, bạn hiểu rằng bản thân cần thêm thời gian để lấy lại sự cân bằng trước khi quyết định tiến thêm bước nữa. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hòa có sự giúp đỡ, cộng tác ăn ý với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ tiến độ công việc khá cao, vượt được ngoài mong đợi. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc nhận được phần thưởng xứng đáng. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim làm tốt trách nhiệm hiện tại của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy chuyện tình cảm vẫn chưa mấy suôn sẻ. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tương trắng, đen, quý nhân phù trợ Mùi, Mão, Dần. Đánh giá tử vi thứ 3 ngày mùng 8 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Đó có thể là các tuổi Tý, tuổi Thân hay tuổi Tỵ. Con giáp nào dễ vướng vào nhiều rắc rối nhất trong ngày hôm nay? Đó có thể là con giáp tuổi Dần, con giáp tuổi Thìn hay con giáp tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.
Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!